Chào quý anh em nha. Thì thực sự là bữa giờ có nhiều anh em hỏi Đạt là bán hàng rẻ quá thì có làm sao không? Thì nói chung là cũng mình thì Đạt thì nói thẳng Đạt ít cập nhật tình hình giá thị trường đó nè. Tại vì Đạt là dạng như bỏ cho người ta bán, Đạt cứ cái giá nào được có lời là mình chơi thôi, chứ mình Đạt cũng không quan tâm lời dày hay mỏng gì đâu anh em ơi. Cứ có lời vừa đủ thôi để Đạt bán, còn ví dụ khách họ về họ có bán lại hay bán đi gì đó thì tùy. Rồi thì hôm nay nè là có một cái anh khách đó thì anh nhờ Đạt là kiếm giùm một cái thùng xăng đẹp y như cái thùng xăng Diêm Thái hôm bữa. Thì hôm bữa Đạt đã bán cho anh em đó là cái thùng đó nó có 1,5 triệu à. Mà đẹp lắm, đẹp long lanh long lấp lánh luôn. Thì khách nhận được rất là ưng ý. Thì Đạt kiếm giùm anh khách này thì ảnh cũng là khách quen bên mình mà nói là đang ráp chiếc xe để giao cho khách, nhưng mà giờ là kiếm cái thùng xăng đẹp quá giờ không có đâu hết á. Đạt bữa mua trượt của Đạt tiếc quá mà giờ bữa giờ nói khách nó hối mãi không có thì nhờ Đạt kiếm giùm. Thì nói chung Đạt cũng có quen mấy cái mối mà Đạt bỏ giao hàng lại anh em. Thì bình thường thì Đạt giao cho người ta mấy cái thùng xăng ấy, thì nói chung là giá nó cũng chênh lệch với anh em khoảng 100-200 ngàn đó, họ về họ kiếm lời anh em. Dạng như ví dụ đã bán cho anh em 1,5 triệu thì họ mua có cá, nhưng mà họ là dân dạng như cũng hay mua hàng của Đạt mà để mua về bán lại thì mình cũng bớt cho 100-200 gì đó. Thì nói chung là cái thùng đấy lăn quanh Đạt bán ra ngoài 1,5 triệu thì họ về họ bán khoảng 1,8-2 triệu thôi. Thì mình nghĩ vậy mình vẫn mua cho khách được. Anh em có biết không, hôm nay là hỏi nó cái thùng xăng đó, mình là mối mình hỏi nó nha, để mình chỉ mình mua mình giúp khách thôi chứ mình không có lấy lời á. Nó quát Đạt 3,5 triệu. Anh em thấy không? Quát mình 3,5 triệu, giá quát vào mặt mình 3,5 triệu, thật sự anh em luôn. Vậy là mình thấy ồ, sao mình bán quá rẻ luôn, mà thôi mình kệ nó nè. Mình thì không phải là cái dạng thích chặt chém khách hàng, thì cứ vui vẻ thôi, cái khách họ thấy hài lòng là mình thấy vui rồi, chứ không có cái chuyện mà phải quan trọng là quá cao lời nhiều này kia nhá, không quan trọng chuyện đó đâu anh em đó. Chứ còn thực sự luôn bán cho anh em giá cao quá anh em cũng không thích, mà sự bỏ tiền ra để mua trong khi đặt bán rẻ thì thấy người ta bán quá cao đi. Mình nói ví dụ như người ta là người ta sẽ có cái kiểu là nâng giá lên, nhưng mà thực sự Đạt là Đạt không có thích cái chuyện đấy anh em. Chung là tùy anh em mua đồ ở đâu cũng được, nhìn thấy ưng ý là ok. Còn có một số cái mặt hàng Đạt bán nó rẻ hơn thị trường thì cũng mong là anh em thông cảm, tại vì Đạt không có quen ăn lời dày, mình bán rẻ nó quen rồi, mong là anh em cũng thông cảm ha. Đấy, chứ còn về thì anh em thích bán giá bao nhiêu thì anh em bán. Đấy, anh em thợ cũng đang xem clip này thì cứ bán theo giá của anh em thôi, chứ còn Đạt thì thực sự cái giá đấy nó choáng quá là chịu nổi. Vừa bộ đồ lòng khách nhờ Đạt kiếm một bộ đồ lòng Estanda Dim Thái mà Đạt hôm đấy Đạt hết rồi không còn nữa, nhưng khách kêu là cũng gấp gấp để hoàn thành chiếc xe cho người ta ráp cái máy cho nó xong. Cái cuối cùng Đạt hỏi người ta anh em, bộ đầu lòng Estanda Đạt bán nó có khoảng dao động từ 6 triệu cho tới 7,5 triệu là cao lắm rồi. Đấy, người ta bán Đạt hỏi người ta bán Đạt là cái lòng không ấy, người ta bán cho Đạt 7 triệu. Cái đầu bò này người ta bán 3,5 triệu, nguyên bộ đầu lòng là 10,5 triệu. Đấy. Không bớt. Trời ơi, mình nghe xong hoảng hồn luôn. Nó trời gì ghê vậy. Nói chung mình bán nó vừa phải thì hy vọng là anh em ủng hộ. Còn như cái này, cái combo này này, nãy anh em hỏi Đạt là sao bán rẻ chưa, thì thích thì là bán rẻ thôi, có gì đâu anh em, quan trọng đâu, miễn là sao mà mình bán được mà anh em mua cảm thấy hài lòng là ok. Còn ai muốn bán giá nào cũng được, tùy anh em thôi. Còn nói chung giá bây giờ nó leo quá rồi, Đạt cũng sợ quá, nếu mà thời gian mà nó leo ghê như vậy thì Đạt sẽ trở thành người bán rẻ nhất trên này mất. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với shop mình. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.